idol chứ. Rồi mời em. Bài gì đây? Tài nha, em hạnh phúc lắm nha. Chứ bàn tiệc kêu nãy giờ cứ tia tia em không à. Nó trổ cái đến trống anh đẹp trai quá trời luôn. Anh men quá trời luôn. Trời ơi, không biết anh có người yêu chưa nữa. Và anh mới nói là bây giờ muốn biết hay không á, cứ đi lên hát đi. Rồi mới có cơ hội chụp hình. Xong chưa? Duyên.